12 tháng 3 2021 thì tôi quay là cái ca bị viêm cái điểm bám gân. Bệnh nhân này là bị hai bên viêm lồi cầu trong và lồi cầu ngoài cùng một lúc, vì một bên thì đã là rất là khó chịu, bị hai bên thì là khó chịu lắm. Thì đây là cái bệnh thì quan điểm của tôi là cái bệnh vặt thôi, cái bệnh gân nhẹ nhàng. Tuy nó như vậy thôi nhưng mà nó làm cho nhiều người đau khổ lắm. Thì nếu bệnh nhân tôi chỉ là giúp những người là có duyên thôi, người họ biết được và đến được luôn thì nhanh khỏi. Bệnh nhân này là tiêm ở hai bên, bên trong bên ngoài là mỗi bên hai ống thuốc, điểm đau rất mạnh. Thế là bệnh nhân không khỏi thì gặp bên tôi. Cái đặc trưng của cái bệnh viêm cái điểm bám gân này, cái tên khác của nó là cái viêm lồi cầu. Viêm lồi cầu từ tay thì những người mà hay là những việc ví dụ như là vô lăng này, là cái việc nội trợ này, đặc biệt là những cái người mà hay làm cái việc vặt vặt và nhổ cỏ ấy, nhặt này, cái linh kiện ấy, hay bị nhiều. Cái đặc điểm này lâu chưa? 6 tháng nhỉ? Có đau lắm không? Nhiều quá. Nó đau nhiều những động tác nào đau nhiều? Khi nào bác chị bị thì điều trị như thế nào? Thì mới đầu là em đi khám ở Việt Đức, thì em theo ở đấy 2 tháng, thì không thấy đỡ. Sau em sang Việt Nam thì em theo ở đấy 4 tháng, thì tiêm 4 lần, nhưng mà không đỡ. Nhiều hơn. Sao lại duyên này lên từ đây? Chồng em xem ở trên mạng ấy, thì biết được thầy thì bảo nên đi gặp thầy chữa như này. Tiền đấy ít không? Có ạ. Em thấy đỡ rồi mà. Chưa khỏi mà đã yên tâm rồi. Tâm lý nhỉ? Tâm lý là tin tưởng chắc là khỏi. Cái này gặp mấy ca đúng không? Vâng. Cố gắng lên nhé. Vâng. Cái này tôi chia sẻ cho đồng nghiệp là chúng ta dùng cái rượu gấc này. Là bệnh nhân bị cũng thế, cũng là cái xoa vào đây. Rượu gấc này không phải do mình theo tôi phát minh ra, là do các cụ thôi. Các cụ là y học dân tộc thì các cụ nghiên cứu cái hạt gấc thì nó rất là tốt. Ngâm với tao bóp thì hàng ngày người ta châm thú những huyệt là a thị này, ở đây có hợp cốc phúc trì, chúng ta cố gắng châm theo này. Thế bên trong đây thì có cái huyệt thiếu hại này, người ta châm thế không giấu nhé. Trên cái nhóm thuốc nam châm cứu tôi chia sẻ rất là nhiều. Mục đích những cái video này tôi đăng tải lên là nó là chân thực. Chân thực nhất để cái bệnh nhân làm chúng ta trải nghiệm. Thế chúng ta bệnh nhân đã trải qua y học hiện đại là không được này. Thì đến với mình thì giai đoạn sau này, chúng ta là hết sức của chuẩn. Nhưng bây giờ chia sẻ cho bạn bè những thứ nó không chuẩn thì nó hại người ta thêm. Đặc biệt là bấm huyệt chúng ta không được dùng sức lực, sức mạnh để bấm, bởi vì nó đang tổn thương, nó nhẹ nhàng theo xoa. Xoay nhẹ nhàng. Nếu mà các bạn muốn trở thành một cao thủ châm cứu mà cứ lười bấm huyệt thì không thành được đâu. Cố gắng lên nhá. Chắc chắn là phải khỏi để còn kiếm tiền đấy chứ. Khi nếu cái ngày đau này của nhà chồng nuôi thì tức nó bỏ đến. Nha. Rồi ok, nó tiếp vào đây.